mọi người. Hôm nay mùng 8 tháng 3 ha. Chúc chị em phụ nữ lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc ha. Được nhiều quà, nhiều hoa ha. Còn mình không có gì hết. Đây, hôm nay mình sẽ ăn quesadilla. I don't know. Quesadilla. Quesadilla. Chicken quesadilla. Chicken quesadilla. Cái món này là giống như là của người Mexico vậy đó mọi người. Đó, còn bên đây thì mình sẽ có một cái pizza bự cho bá luôn mọi người ơi. Hôm nay là chồng mua rất là nhiều thứ. Đây. Mình hai vợ chồng rất là thích ăn cái món pizza này ha. Pizza này nó rất là mỏng, rất là giòn nên là hai vợ chồng rất là thích. Còn những cái pizza kia nó dài á mọi người, mình không thích. Đó. Có hai vợ chồng mà đây. Đây là cái món mà mình thích nè, mình thích nhất nè mọi người ơi, là cánh gà đó. Cánh gà sốt đó, ngon lắm luôn. Mình rất là thích luôn. Chồng biết mình thích nên là chồng mua về cho mình. Mình mời mọi người nha. Yeah, my husband so good. Yeah, my husband so good. Thích nịnh lắm mọi người ơi. Thích mình khen, thích mình nịnh. Mà hả, mình không khen không nịnh á thì hả, giận á mọi người. Con gà con nó đang ngủ ha. Mình lấy cái gì đây? Mình ăn với tương ớt à, tương sriracha ha. anh ấy ăn với ớt khô mọi người, còn mình thì mình ăn với tương ớt này. Tương ớt này đợt này mình mua nó cay ghê luôn á, bình thường mình mua nó đâu có cay đâu. Honey, please for me a little chip. Đây mình sẽ cho một miếng chi lên nữa ha. Rồi. Trời giờ này vẫn còn nắng á mọi người. Đây là pizza. Vẫn còn ngon. Em nhỏ ngủ rồi. Anh này á, anh không biết ngày 8 tháng 3 là ngày gì đó mọi người. Ở bên đây á, không có ngày 8 tháng 3. Hôm nay Today in Vietnam Happy Woman Communist Woman's Day. International Women's Day is today, huh? Yeah. It's a Russian or Soviet holiday. Yeah. They celebrate it here too, but it's not like you guys celebrate. Ở bên đây họ không có quan trọng cái ngày đó mọi người. Ở bên đây á, họ quan trọng là ngày kết hôn. Rồi ngày lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh, năm mới thì cũng bình thường. Rồi sinh nhật đó là chỉ có những cái ngày đó. Rồi lễ tình nhân thì cũng nói chung thì ai thích thì lãng mạn thì lãng mạn thôi, còn chứ bình thường thì cũng bình thường thôi mọi người. Đó. Quan trọng nhất là cái ngày lễ cái ngày kết hôn á mọi người. Họ rất là quan trọng cái ngày đó. Now he's not gonna sleep tonight. Yeah, I know. Em nhỏ của mình ngủ trễ á. Ngày tối á. Tối là em lục sục. Trước khi ngủ là em đi lục sục.
Ngon lắm mọi người. It's good. It's alright. Mm-hmm. It's okay. We can make our own. Được rồi, cái bánh đó, nó rất là mỏng luôn. Mình kẹp hai cái hả? Nó rất là giòn. Mình thích vậy đó. Hôm nay mình được giải phóng cái bếp. Ảnh cũng dễ lắm. Ví dụ như mình thích nấu thì mình nấu, còn mình không thích thì thôi. Về mình nói là cho nên mình không nấu. Rồi không nấu thì một là đi ra ngoài ăn, hay là đi mua đồ về, đi mua về ăn, hoặc là gọi nhà hàng cho người ta đem tới mọi người. Lười á là gọi nhà hàng cho người ta đem tới. Wifi nữa. Ảnh ngồi ảnh cứ né qua một bên không mọi người. Đây, cánh gà đây, rất là ngon luôn mọi người. Nó làm nó chua chua ngọt ngọt á, ngon lắm. Mình cũng hay làm ở nhà ăn lắm. Mà mỗi lần mà chồng mà mua pizza, lúc nào cũng mua thêm một hộp gà cho mình hết á. Nhiều khi hạnh phúc nó đơn giản vậy thôi mọi người. Good, but they put hot sauce on it. Mm-hmm. Hot sauce. Yeah, the red stuff, hot sauce. Ông thích ăn đồ cay lắm mọi người. Hồi xưa, lúc anh mới nấu cho mình ăn, nấu súp nấu gì á, cay mình ăn không nổi luôn. Bây giờ là đỡ rồi mọi người. Đây, mình sẽ ăn thử cái miếng này ha, mình ăn nửa cái thôi nha. Mình thấy nó bự quá. Ở trong nó là thịt gà với chi đồ mọi người, nó giống như là pizza vậy đó. Nhưng mà ở bên ngoài á, nó sẽ là hai cái bánh. Hai cái bánh họ nướng lên. Hay quá à. Cay lắm luôn mọi người, lần trước đâu có cay đâu. Last time last time didn't have it on. Yeah. Rồi lần trước không có cay, lần này mua gì mà cay quá. Cay quá hết ngon rồi. Cay quá hơn mình không ăn nữa. Too spicy. Yeah, too spicy for me. More for me. Mình ăn cánh gà tiếp đây. Ừ.
Trời, chiều rồi mà vẫn còn nắng luôn, rồi hôm nay trời có nắng. Thì cái nắng mà bên ngoài vẫn còn tuyết ở trên sân đó mọi người. Hôm nay nhiệt độ được 40 mấy độ. 40 mấy độ F. 40 mấy độ F thì cũng lạnh lắm mọi người, chứ không phải nóng đâu. 40 độ F thì hiện tại là 40 độ F. 40 độ F thì nó khoảng chừng 4-5 độ C thôi mọi người. Rồi thấy nó lạnh không? Nó không có gió đó, nó có gió hoặc tê tái không? 5 độ, nhưng mà có nắng á thì nó cũng ấm mọi người, nó hơi ấm ấm. Chứ 5 độ mà không có nắng thôi, trời ơi, lạnh kinh khủng luôn á. Mình ăn pizza tiếp đây. Mình ăn thêm cái miếng pizza nữa. All this was $27. Cheap. Hết ba phần này luôn là $26 mọi người. Phần mà một cái phần gà là đã hết $8 rồi. It's sale special. Hôm nay nó giảm giá mọi người. Chứ bình thường á, chồng mình mua một cái pizza với một cái hộp gà không mà đã $20+ rồi. Thường pizza này á, mình ăn được 2-3 miếng à. Mình ăn 2 miếng pizza xong rồi mình ăn gà. Hồi xưa mình ở đây á, mình mới ở, mỗi lần mình mua pizza về á, thật sự là mình ăn được có 1 miếng tới 2 miếng thôi mọi người. Bây giờ là mình cũng lên đô rồi đó, ăn được 3 miếng. Hồi xưa mà mỗi lần mà đi ăn pizza, kêu pizza về nhà ăn là mình ăn giống như bị cực hình á. Bây giờ ở được 3 năm rồi nên là ăn cũng lâu lâu ăn cũng được. Anh biết không, anh này nè, quay phim ảnh á, lúc anh ăn á là miễn cưỡng dữ lắm luôn á mọi người. Ổng ngồi, ổng đâu có ngồi thẳng không, có ngồi né né không à. Lúc đầu còn không cho mình quay. Mình uống Sprite mọi người. Uống Sprite lemon lime soda. Lemon lime soda. Mình đang cố gắng để mình ăn hết một cái miếng này mọi người. Mỗi lần á mà mấy anh này á mà làm đồ ăn á hoặc là mua đồ ăn á, cái gì cũng nhiều thiệt là nhiều, ăn không bao giờ hết hết mọi người. Anh ăn xong mà. I ate 4 pieces of pizza. Mm-hmm.
thôi mình ngưng tại đây ha, mình tiếp tục mình ăn đây, tạm biệt mọi người, chúc mọi người á ngày lễ vui vẻ ha, tạm biệt.